Xin chào mừng các bạn đến với khóa học R -Saptop. Chào mừng các bạn đến với buổi học đầu tiên, buổi học về cái khóa học R phần mềm tính toán kết cấu chuyên nghiệp số 1 hiện nay. Và học đầu này tôi sẽ giới thiệu các bạn về phần tổng quan về phần mềm Robot và cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cái giao diện Robot 2015 thì nó là giao diện như thế nào. Thì các bạn mở cái phần mềm Robot Structural Analysis Professional 2015 lên thì bạn thấy nó một cái giao diện như thế này. Chưa? Thì nó ở đây nó có một phần đó là có cái project tức là những cái dự án mà bạn đã làm thì bạn hãy ấn vào cái open project để mở nó lên. Còn nếu mà bạn chưa thì bạn có thể kích vào phần new project, so ấn mò ở đây. Đấy, ấn mò ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều cái cái công trình hoặc cái kiểu công trình để chúng ta chọn để chúng ta bắt đầu làm. Hoặc là chúng ta không ấn mò đấy thì chúng ta ấn file, chúng ta ấn new đây thì nó cũng hiện ra các cái cái kiểu công trình để chúng ta làm thì ở đây nó rất là nhiều kiểu thì tôi giới thiệu sơ qua lần lượt từng kiểu một cho các bạn uh, nhớ thứ nhất là cái kiểu đầu tiên cái kiểu đầu tiên gọi là building design tức là cái công trình xây dựng bê tông cốt thép đầy đủ hết à, là dầm sàn cột vách đấy đấy gọi là công trình bê tông cốt thép thứ hai là frame 3d design tức là gì frame 3d design tức là cái khung 3d đấy tức là nó chỉ có cái cái khung thôi để chưa khung khung kết cấu thôi Đấy, và còn 3D. Tiếp theo là cái đối tượng bên cạnh là cell design. Cell design tức là chuyên về cái kết cấu thùng hoặc là kết cấu vỏ, tính toán kết cấu thùng hoặc kết cấu vỏ ấy. Đấy tiếp theo đối tượng thứ tư là truss 3D design, tức là dàn chuyên, uh, chuyên kết cấu về dàn 3D. Và cái đối tượng thứ năm là plate design, tức là thiết kế cái kết cấu tấm phẳng. Thứ sáu là frame 2D design, tức là dàn thiết kế dàn 2D. Và thứ bảy là gralet design tức là gì tức là chúng ta thiết kế cái lưới dầm hay gọi là cái đài cọc móng được chưa thì nó có hai đối tượng thứ nhất là lưới dầm hoặc là chúng ta thiết kế đài cọc móng thì dùng cái thằng uh, Gralet Design này tiếp theo là Just 2D Design chất 2D Design tức là dàn 2D dàn 2D được chưa thì uh, tôi quên mất cái trên này là Just 3D Design là dàn 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 3D nhá còn Just 2D Design là dàn 2D còn tôi nói nhầm cái cấu kiện ở đây cái cấu kiện ở đây là gì là frame 2D design tức là cái khung 2D, khung 2D trên này là khung 3D này và dưới này là khung khung 2D, Đây tôi nói nhầm với cái thằng này lúc vừa rồi được chưa? Dạ. Tiếp theo là sang cái phần uh, volumetric structure design tức là cái kết cấu khối hay gọi là cái kết cấu bệ máy dùng cho thường dùng cho kết cấu bệ máy. Đấy. Tiếp theo là sketch structure design tức là cái kết cấu này nó dùng trong cái trường hợp là uh, kết cấu ứng suất phẳng, thường là ứng suất phẳng. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái Plane Chart Structure Design này Tiếp theo là cái Plane Deformer Structure Tức là kết cấu đàn hồi Tiếp theo nữa là Cái kết cấu là Asymmetric Structure Design Cái kết cấu này dùng để làm gì? Cái kết cấu này thì nó hơi đặc biệt một tí Thì nó dùng để trong cái trường hợp mà Các cái đối tượng kết cấu ấy, Thì nó đối xứng qua một trục Thì chúng ta dùng cái kết cấu là Asymmetric Structure Design này Đấy. Và cái kiểu tiếp theo là RC Element Design Tức là tính toán thiết kế uh, bê tông cốt thép Tức là cái phần này về phần chuyên về thiết kế bê tông cốt thép rồi Được chưa Tính toán thiết kế cốt thép nhá Bê tông cốt thép Đấy. Tiếp theo là Connection Design Connection Design là tính toán thiết kế các cái mối nối về kết cấu thép Được chưa Tiếp theo là Section Definition Tức là tính toán thiết kế cái tiết diện Tính, tính toán thiết kế tiết diện Được chưa Tiếp theo là Parametric structure design là cái cuối cùng. Thì cái này thì nó dùng để thiết kế kết cấu cái cái, cái 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 đối tượng hoặc là cái kết cấu mà có cái tham biến gắn theo. Tham biến ở đây là gì? Nó nó có thể thay đổi đấy, Đấy chưa? Đấy thì đấy là tôi giới thiệu sơ qua nó, nó gồm uh, 12 loại kết cấu ở trong cái phần mềm Robot. lên cái phần mềm Robot này nó tính toán các cái dạng kết cấu rất là đa dạng. Thì ở trong cái video này tôi không có thời gian để tôi nói uh, hết cho các bạn uh, 12 cái kết cấu này À 16 cái kết cấu này được Không thể nói hết được 16 kết cấu nó tôi chỉ nói với cái đối tượng này là chúng ta phổ thông Chúng ta hay làm nhất Đó là building, building design Building design đó là chúng ta dùng uh, xây dựng cái công trình kết cấu bê tông cốt thép Chúng ta hay làm nhất Còn các cái bước còn lại thì bạn làm tương tự như cái thằng phần mềm building design thôi Không có không có gì cả khó khăn cả Nên trong khoa này tôi nó chỉ nói chi sâu vào phần building design Được chưa Chúng ta kích vào Đấy Chúng ta kích vào chúng ta chọn cái kết cấu đấy Được chưa ạ thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của chương trình. Thì ở bài đầu tiên này tôi sẽ giới thiệu với mọi người là cái giao diện của cái thằng robot này nó khác gì với giao diện của ETABS, khác gì với giao diện của SAP được chưa Thì nếu mà ai mà chưa sử dụng cái phần mềm này lần nào thì bạn nhìn thấy giao diện của nó tương đối là xấu hoặc là không thân thiện giống như cái phần mềm ETABS hoặc SAP thì đấy là cái cách suy nghĩ của riêng bạn thôi. Thực ra là nếu mà chúng ta dùng quen ấy, chúng ta thấy phần mềm này rất là tiện và nó nhanh hơn ETABS và SAP rất là nhiều thì đầu tiên là gồm có các cái rải menu động ở trên này trong các cái rải menu này nó có chứa các cái lệnh đúng không ạ đấy chúng ta kích vào menu nào thì chúng ta sẽ nó có các cái lệnh tương ứng đấy tiếp theo là các cái các cái 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 icon hoặc là các cái biểu tượng lệnh nó xuất hiện ở đây cái biểu tượng lệnh này thì nó chọn kiểu gì các bạn chỉ nhận, chuột phải vào một cái biểu tượng lệnh bất kỳ nhá chọn này show tool ba này đấy ví dụ bạn lôi hoặc tắt cái biểu tượng lệnh nào đi thì nó quyết định ở đây ví dụ tôi lôi thêm cái thằng view ra chẳng hạn đấy thì bạn thấy kích vào view fan nó có chưa? Chúng ta đóng lại Hoặc là chúng ta load nó ra chúng ta có thể Cho nó vào đây luôn Đấy thì bạn thấy nó các công cụ view nó được sắp ở đây Còn nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta chuột phải Chúng ta show toolbar chúng ta bỏ cái view đi Đấy chưa ạ? Đấy thì đơn giản Chúng ta đưa các cái biểu tượng lệnh tắt đây chúng ta dễ sử dụng Và lên đưa dùng cái nào thì lên đưa cái đấy ra Đấy chưa ạ? Tiếp theo cái khu vực thứ hai ở bên đây là cái khu vực gì? Khu vực thứ hai bên đây là gồm cái, là cái thanh Object Inspector thì phần này giống y hệt uh, cái uh, bảng uh, object inspector của thằng asd uh, phần mềm autocad Structure detailing ấy đấy, tại vì cái phần mềm này nó sẽ liên kết với autocad Structure detailing nên nó có cái giao diện của cái bảng option object inspector này gần giống đấy chưa? để trong cái bảng object inspector này nó quản lý các cái đối tượng như là tầng uh, kết các cái đối tượng kết cấu dầm cột sàn thì nó biểu tượng hết ở đây nó hiển thị các cái thuộc tính của đối tượng ở trên cái bảng này đấy chưa? và cái thông tin cụ thể thì nằm ở cái dưới bảng bên dưới đó tiếp theo là ở bên tay phải nó gồm các cái thanh công cụ để chúng ta để vẽ lệnh hoặc là vẽ các cái đối tượng kết cấu này ví dụ là vẽ trục này vẽ dầm vẽ cột vẽ sàn đấy vẽ kết cấu thép tức là nó bên bên tay phải này các cái thông công cụ còn ở giữa là cái màn hình màn hình này có hai cái phần màn hình thứ nhất là bạn thấy plan tức là chúng ta chọn plan đi, thì nó chỉ hiển thị cái cái, cái 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 mặt phẳng xy thôi plan là mặt bằng mà thì nó chỉ thể hiển thị cái mặt phẳng xy còn nếu mà các bạn muốn quan sát đối tượng 3 d các bạn ấn sang bên view này đấy thì bên này là không không nhìn không gian 3 d để chưa nếu mà không nhìn không gian 3 d thì chúng ta có thấy ba trục này y, z này chưa chưa đấy và chúng ta có thể thay đổi các cái trục khác còn riêng plan là chỉ thể hiển thị cái trục uh, xy thôi xy thôi đấy. view thì chúng ta có thể hiển thị các cái mặt trục khác hoặc là chúng ta có thể quay đi theo hướng bất kỳ thì bên cạnh nó có cái thanh công cụ view cubic y hệt như trên ravit thì chúng ta có thể kích vào các cái mặt để thay đổi hoặc là giữ nguyên một cái mặt và chúng nó xoay xoay đi để chúng ta quan sát các cái đối tượng ở trong này còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta ấn vào biểu tượng nhà nó quay lại cái vị trí ban đầu cái mặc định của nó được chưa đấy view là plan uh, là sang mặt bằng đó và bên dưới này là các cái công cụ hỗ trợ thêm về phần hiển thị thì cái này tôi sẽ giới thiệu sau đấy thì ở buổi sau tôi sẽ giới thiệu các bạn các cái bước uh, thực hiện thiết kế cũng như cái quy trình mà chúng ta phải làm cái công việc gì đối với với cái công việc mà chúng ta thiết kế một cái công trình chúng ta phải làm những cái bước gì đấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để chúng ta làm thì như thế vừa trình bày lý thuyết vừa trình bày các bước thì các bạn sẽ dễ, dễ, dễ hơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi học